Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì gió biển đang ở một cái khúc cua, đó là khúc cua cuộc đời và khúc cua vào bãi biển Quất Lâm. Chắc hẳn rằng là rất là nhiều người đã đi qua cái khúc cua này rồi. Giờ đây thì con đường vẫn thế và chỉ thiếu những bóng hồng qua đây. Phải chăng thì các em đã đi về một nơi rất xa? Và hôm nay là vào tháng 5 năm 2024 thì gió biển tới đây để cập nhật những cái hình ảnh mới nhất về Quất Lâm có thay đổi những cái điều gì khác biệt so với trước. Đây, mọi người có thể thấy là một số cái quán lẩu cơm phở ở đây giờ thì gần như là rất là vắng khách và trở nên hiu quạnh. Cái việc buôn bán của người dân ở đây và những cái dịch vụ dường như lắng xuống. Và một số kiosk người ta đã phải bỏ đi làm những cái việc khác. Và theo thông tin từ một số cái nguồn tin từ trước thì có một cái nguồn tin rằng là Quất Lâm sẽ được đầu tư ở một cái dự án lớn tại đây. Ở một thời gian rất ngắn thì gió biển cũng có hay qua đây để cập nhật những cái hình ảnh. Nhưng bây giờ thì có những cái điều gì đặc biệt. Và hôm nay thì gió biển sẽ rẽ vào cái ngã rẽ đầu tiên đây. Ở đằng kia thì có một số cái phần, đó chính là cái khu chợ hải sản. Bây giờ thì người ta chỉ bán và gửi đi thôi, không có những thực khách và những du khách mua đem về làm quà nữa. Đây là khách sạn Huy Hoàng thuộc khu du lịch Quất Lâm. Chỗ này nó là một cái bức tường bao mọi người ạ. Vẫn là rừng phi lao, rất là trong xanh. Vào năm 2021 thì Quất Lâm được giải thể những cái kiosk tại đây và trả lại cái mặt bằng. Quất Lâm thì được hoạt động từ năm 1997 đến năm 2019 thì được trả lại mặt bằng, và chính quyền thị trấn Quất Lâm thì đã san ủi những cái kiosk. Đây là một số cái khu nhà nghỉ, khách sạn ở phía bên trong thì hiện tại gió biển thấy rằng là vẫn còn. Đây là một cái khu cuối của Quất Lâm, đó là cái lối vào đầu tiên. Đó, còn bên kia thì nhiều nhà nghỉ hơn mọi người ơi. Chỗ này thì được trồng những cái hàng dừa rất là đẹp ở sau những cái khách sạn này. Ngày xưa mà các bác nào mà vào đây thưởng thức cua ghẹ mà dẫn ghẹ ra đây thì quá là tuyệt vời. Hôm nay thì gió biển thấy rằng là có một chút thay đổi ở cái khu vực này. Đó, ở chỗ này thì là một trong những cái đầm hồ được san ủi ở chỗ này rồi. Có lẽ là chỗ này sẽ làm một trong những cái siêu dự án tại đây. Đó. Mọi người thấy rằng là đằng kia là rất là nhiều máy ủi, máy xúc được san bằng rồi. Đó, lấy lại cái mặt bằng và múc những cái bùn ở phía dưới, tôn tạo lên những cái phần bờ kè và cái phần nền. Đây thì gió biển ra rất là xa rồi. Ở ngoài này thì trước kia là một trong những cái khu vực của người dân mà người ta chỉ chăn bò và làm một số cái việc khác. Và chỗ này nó là một cái con đường quỳt chứ nó không có được cái con đường rộng mở như bây giờ đâu. Đó, mọi người thấy ở đây bây giờ nó hình thành lên một trong những cái con đường rất lớn. Chỗ này thì là người ta làm quỳt chỗ này, còn gió biển sẽ đi lại thẳng đằng kia để chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh mới nhất về sự thay đổi đặc biệt của Quất Lâm. Đấy, mọi người thấy là hệ thống đường điện và hệ thống đường thoát nước thì đã được làm tươm tất rồi. Đó, và cái con đường này thì sẽ đi, khả năng là sẽ đi thẳng vào khu vực D đằng kia. Không hiểu ở cái khu đất cao chơi vơi này thì người ta sẽ thiết kế xây dựng những gì, nhưng
có một cái điều rất lạ là người ta quy hoạch và người ta xây bờ bè ven tường ở chỗ này rồi. Đấy, mọi người có thể thấy không? Và phía bên kia nữa, phía bên này là một trong những cái điều rất là đặc biệt mà gió biển thấy rằng là cái con đường nó cũng rộng mở lại chỗ kia. Và trước kia thì ở đây nó là những cái đầm hồ và những cái nơi mà hiếm ai đi tới. Bên kia thì cũng đang xây dựng lên những cái bức tường rào và cao hơn cả bên này. Có lẽ là xây dựng lên một cái khu khách sạn hoặc một cái khu nhà nghỉ gì rất lớn, được mở rộng, tách biệt so với cái khu du lịch Quất Lâm cũ ở đằng kia. Và cũng có thể là sẽ mở rộng lớn hơn so với trước. Trong vòng một vài tháng trở lại đây thì gió biển thấy rằng là có thay đổi rất là đáng kể. Và con đường thì sẽ kết thúc ở đây. Không biết rằng là có làm thêm nữa hay không, nhưng ở đây thì gió biển đi tới quyệt cái con đường này rồi. Trước kia thì chỗ này nó cũng chỉ là những cái vùng trồng lạc và không có những cái điều gì đặc biệt tại đây. Và dường như đây là một cái khu rừng phi lao rất là hoang vắng, chỉ có những cặp đôi hẹn hò ở cái khu rừng phi lao này. Các bạn có thể thấy được đây là một cái khu trồng lạc của người dân Quất Lâm. Và lạc ở đây thì quý vị các bạn có thể thấy nó rất là xanh tốt. Giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng gió biển đi sang phía bên kia xem có xây dựng thêm được chút nào nữa không nhá. Ở đây thì người ta làm tới đây thôi, không có làm thêm đâu mọi người. Sau này thì không biết là con đường sẽ mở rộng đi tới đâu, nhưng gió biển sẽ cập nhật từng thời gian một xem Quất Lâm thay đổi như thế nào. Đó, cái con đường này thì nó rộng ngang với con đường bộ ven biển rồi mọi người ơi. Và thậm chí nó còn có cả vỉa hè này. Và có cả cái hệ thống chiếu sáng và phần cây xanh đây. Chỗ này là trồng những cái phần cây xanh để sẵn đây. Hệ thống cống thoát nước thì cũng đã tươm tất rồi. Nam Định ngày càng đổi mới và có những cái bước đột biến và phát triển so với trước về cơ sở hạ tầng. Một trong vài năm trở lại đây thấy rất là hụt hẫng khi mà các khu du lịch về du lịch biển rồi du lịch sinh thái tại Nam Định bị trì trệ và cho tạm ngưng, thì điều đó thì gió biển cũng thấy rất là buồn. Nó có cái sự gọi là trì trệ, đang có cái sự phát triển kinh tế về du lịch và kinh tế biển thì trì trệ cái du lịch đó thì đã cũng kém cái nguồn thu cho người dân rồi. Và bây giờ thì gió biển đang đi sang là cái hướng đê biển đây. Đó, đê biển đằng kia thì người ta đã làm lên cao khoảng 1,5 m rồi. Và đây là cũng cái con đường này người ta làm cũng song song với con đường kia. Đó, mọi người có thể thấy được là làm song song rồi mọi người. Nó hơi ngược nắng một chút. Đằng kia thì có một số bác thì đang tiếp tục thi công. Đó, đang tiếp tục thi công ở khu vực ven đê biển kia. Đó, và gió biển còn nghe thấy rất là nhiều tiếng máy, tiếng máy móc và tiếng làm việc của rất là nhiều anh chị em công nhân ở khu vực cuối này. Phải chăng đây là một công trường lớn đang xây dựng rất là nhanh chóng? Ở xa xa kia thì gió biển thấy rằng là có một số các bạn trẻ và một số người thì nhặt ve chai tại đây. Không biết là bắt cua hay là bắt gì. Đấy, chỗ này cũng hình thành lên một cái con đường gần như kiểu là mọi người có thể thấy là một cái con đường, có thể là một cái con đường đôi có giải phân cách
Hiện tại thì chưa xây, nhưng mà gió biển thấy rằng nó đang hình thành nên, trông thấy một cách rõ rệt. Đấy, mọi người có thể thấy được là thay đổi khác biệt, khác biệt nhiều đấy mọi người. Ở ngoài này thì rất là rộng nha mọi người. Đấy, cái con đê kia thì đang làm. Chú bắt gì đấy chú ơi? Cái ạ? À? Xem được nhiều không cháu? Ôi giời, cũng được nhiều phết đấy. Làm cái phết. Thế này là cứ móc tay hả chú? Ui đấy này. Trước là cháu thấy ở ngoài biển Thịnh Long ấy, thì đó họ câu bằng thịt. Câu được nhiều lắm. Ở kè đá. Ồ mất. Nhanh mới bắt được. Cháu nghĩ rằng ở gần phần nước nước thì có khi là nhiều hơn. Hay là lúc ở dưới chỗ rác ấy. Này tối được bữa canh rồi. Ơ có cả cua rồi chú. Cả cua cả cái này. Cua lèm bé rồi. Cua lèm à? Ở đây ngoài này có cua dèm là cũng là có đấy. Ở cái vùng sông ở trong thì không có. Ở đây thì họ đang xây gì đấy chú? Đây này đang tiến hành xây đường. À, đang mở đường mở xá đây. À. Mở đường kè các thứ ngoài này đang mở hết đây này. À. Đấy chú này đang làm này. À. Cháu thấy xây dựng nhiều đấy, thay đổi. À. Vậy khéo cuốn lâm nó lại mở lại chú nhỉ? Và vậy thì mở lại vậy thì tốt cho người dân đi. Trước kia đang du lịch kiếm ăn được, bây giờ bắt được cả tép cả tôm. Có điều là cái nó không to lắm thôi, nhưng mà cũng được. À, và cái này nó có khác cái ở trên sông không nhỉ chú nhỉ? Dạ. Úi giời, nhiều tép thế nhỉ. Cái này chắc nó ở đây xong rồi nó đọng lại đấy. Úi giời, tôm này. Khá là nhiều tôm luôn. Thì thỉnh thoảng được con về từ giờ đến tiếng nữa nó là cũng được nhiều đấy. À, bây giờ chú mấy người? Được thế ạ. À? Đây là hai con trai chú ạ? Đôi một bé to một bé. À, chào chú nhá, chúng ta xem ở ngoài này có cái gì mới không. Vâng. Đấy, thưa mọi người, là ở chỗ này thì được mở rộng, và như theo lời của chú kia thì cũng đang thay đổi rất là lớn. Đây mọi người có thể thấy được là ở khu vực ở ngoài này, công nhân này đang xây dựng khá là nhiều. Một cái tín hiệu rất là vui cho quê hương Nam Định. Và cắm cả lán trại ở đây. Đấy, với tiếng máy nổ rồi rất là nhiều. Tiếng máy móc thi công của công trình, của công trường đã lấn áp cả tiếng của gió biển, những cơn sóng ngoài biển kia. Rất là xa luôn mọi người ơi. Từ đây gió biển nhìn là rất là xa. Chỗ này nó gần như một cái khu hồ rồi mọi người. Những cái đường đê cũ và cái kiosk và một số cái dự trữ cái nước ngọt của Quất Lâm bây giờ cũng được phá dỡ hết rồi. Còn lại những cái phần gạch vụn vỡ tại đây. Và phía này là phía hướng về bãi Quất Lâm kia, khu vực bãi chẵn kia. Chắc hẳn là nhiều người đã tới đây và biết rõ là cái khu vực này rồi. Bây giờ thì hiện tại thì mọi người không tắm bụi ở chỗ này nữa, tại vì người ta đang thi công cái công trình
Và hôm nay thì giáo biển cũng chia sẻ đến mọi người những cái thông tin về khu vực Quất Lâm ở đoạn này đang thay đổi rất là nhiều. Và video clip này thì giáo biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và nhớ đăng ký kênh để giáo biển ra những video clip mới nhất.